bài thơ 74 năm mới có một lần. Hôm nay mùng 3 tháng 7 2019 âm, hôm nay ngày giỗ của cha, con cháu chất trong nhà tụ hội giỗ cụ giỗ ông. Ninh Bình khoảng cách 100, Thái Bình khoảng cách ấy bằng nửa thôi. Con cháu quê hương gần rồi, nhớ ngày giỗ bố cụ ông thời về đông. Nhớ về liệt tổ liệt tông, tổ tiên chứng giám tấm lòng cháu con. Bão số 3 giờ đã không còn, chỉ mưa giã bão cháu con mừng rồi. 74 năm giỗ bố ông cụ đó thôi, chắc rằng con cháu chắt cuộc đời bình an, kinh tế phát triển lại càng vui hơn, đoàn kết thật sự keo sơn, cháu chắt thành đạt tâm hồn sáng trong. Nhớ về tiên tổ cha ông, thành tâm kính lễ mà lòng sướng vui. Giỗ bố ông cụ đẹp rồi, mong cho con cháu nên người giỏi giang, tổ tiên lá ngọc cành vàng, phù cho con cháu chắt vẻ vang muôn đời. Nào cháu Hòa đâu? Cháu Ly đâu? Ông đâu ra nào ông ơi? Bố ơi. Và điều đang quay đấy. Nào tất cả mọi người ơi, chuẩn bị lên đường. Úi giời, Phương Anh lắm ô thế. Ô nào vào đón chú Vịnh cái. Rồi chú quay mặt cho nguyên cái mặt không? Nguyên cái mặt. Quay hết màn hình. Cả màn hình ấy. Đấy, xe này xe Xuân Giang đúng không? Rồi xin cảm ơn nhé Xuân Giang nhé. Xin tí hình live stream cho nó sướng. Vâng. Chào mẹ nhá. À. Cháu Ly đâu? Cháu Ly, cháu Ngọc đâu? Ngọc. Em Nam đâu? Nào, vẫy tay chào nhau cái cho tình cảm nào. Vẫy tay đây. Nào, Ngọc vẫy tay đi. Rồi, ok. Đẩy hộ anh. Nào. Cháu Phương nào, Phương Anh nào. À, cháu Tuấn này, mấy cháu Hòa đây. Mưa. Em Hiền đây. Thôi cô đẩy cháu cửa vào tí khỏi mưa. Quên cứ mở cửa. Mày về quên anh Bình mưa đây. Rồi để tí anh lau cho. Úi giời nhảy. Cô Mai đâu rồi? Bố chưa ra. Bố đang khóa cửa. Nào cả nhà ơi quay lên đây nào. Cả nhà đó rồi. Cô Mai. Quay người lên nào. Nào ngồi đi. À Tùng đang đợi ông à. Tùng đâu? Tùng lên nè, ông đâu? Ông kia ông không đi cùng đâu. Ông đang khóa cửa rồi. Ở trên cây kìa. Trên cây nhãn kìa. Úi giời, bố mặc áo mưa kìa. Tùng đâu, cả nhà đâu, vẫy tay nào. Vẫy tay chào nhau cái nào. Nào, cả nhà đâu. Nào, vẫy tay chào ông nội lên nào. Ông nội đang chuẩn bị lên nào. Vẫy tay chào đi cả nhà đi. Cho nó hoành tráng nào. Nào, cả nhà ta cùng lên xe buýt nào.
Rồi. Chào cháu. Chào ông ạ. Đóng cửa thế nào đây? Rồi, máy nó tự động đóng không? Giờ nó hiện đại hơn ngày xưa của ông nhiều. Chế cái quả tự động đóng chứ không phải xuống kéo nữa. Thế là được rồi. Ô, đi, đi ra cái bãi để quay đầu nhá. Đó bãi sao cái này? Bãi ngay cái... Đó bãi sao quay đầu? Quay đầu nữa. Đây, nó có cái bãi xe tải lớn nó còn đang chơi ở đây. Quay đầu đây, ngon rồi. Quay đầu tốt. Đúng bài luôn. Hay quá. Đấy, công trình nhà sao, sao nó đại địa chủ ở đây. Đại gia ở khu này. Nó gắn nước đi. Rồi, lên đường nhá, cả nhà lên đường về quê nhá. Đây là đang ở làng Duống về quê thôn Muộn, xã Hòa Tiến. Đấy. Đúng rồi, hôm nay là nhanh ý đấy. Đây là có đồng chí Giang nhỉ, hóa tên đầy đủ của Giang là gì nhỉ? Đinh Khắc Giang. Cái gì? Cháu là Đinh Khắc Giang ạ. Đinh Khắc Giang à? Ừ, ok. Chào đồng chí Đinh Khắc Giang nhé, hôm nay lái xe an toàn, cả đưa cả gia đình ta về quê làm Muộn nhá. Đi từ Ninh Bình về đây, Ninh Bình về làng Duống nhưng mới về làng Muộn đây. Là mình thành ra hai quê đấy. Rồi, bắt đầu đi nha. Cháu Tùng xung phong vào, cháu Tùng đội mũ vào. Tùng ơi này, Tùng ơi. Bố đi đi. Mọi người xuống đi. Ai ô ô ai xuống, cô xuống trước đi nhanh. Sao này còn đang xuống mưa thì còn cởi áo ra này. Ơi giời, xuống đi, đẹp mới xấu gì, mỗi cái mặt là được. Áo đỏ nó lên màu nó càng đẹp. Ôi, ai treo ô cho mẹ kìa. Ai vào trong mang ra đây một cái ô nhá. Nào che Hiền cho bác Hiền đi, bác Hiền đang bị cúm đấy. À bác Hiền có ô rồi. À nếu vậy thì để một cái ô đây đi. Phương Anh đi chung với ai đi, Phương Anh để ô đây. Phương Anh ơi, đi chung với ô với ai đi, cháu để ô đây. Để ô đây đi. Tôm xuống đi, nhanh nhẹn đi. Nào ai, xách túi quả nữa này, Hiền đâu. Túi này nữa này. Tôm xách túi rồi nè. Đấy. Nào được rồi. Ra đưa ô đây mà Nam. Nam đi chung ô với ai đi. Để ô vào đây. Rồi. Rồi ta đi thôi. Đúng ngày mưa to. Ở đây có sân rộng tội gì mình phụ thuộc. Để đây nhoát cái này, nó có ô tô khác đi qua mình lại mệt. Đấy, chùa nhà mình đây. Chùa mới tái thiết lại cách đây mấy năm. Chùa với đình cạnh nhau. Quay đầu luôn đúng không? Dạ. Đang xuống đi. Đang xuống đồ. Quá nhàn đúng không? Nó đang bị làm sao? Camera rồi đang bị làm sao? Nó được cái gì? Không được. À. Nó đang màu xanh. À. Tức là nó hiện hình à? Vâng, nó bị hiện hình đấy. Đang trốn đi. Ok. Đấy, đang mưa bão nhá, cơn bão số 3 đấy. Cờ rách tả tơi. Đang số lùi. Ok. Sân về chỗ muôn hoa non sông gặp buổi yêu ca Thái Bình. Ánh trộn.
Chị là tháng 7 năm Kỷ Hợi là ngày hí kỵ của ông nội con ông Lê Văn Thình. Con mời ý kiến tổ anh linh tả chiêu hữu mục theo hàng tấn anh phụng sự khoai hương con phụng thờ. Tuy nén hương đơn sơ lễ mọn nhưng đúng hỏng con thâm tỏ hương tình. Mẹ nhìn lên. Nhờ tiên tổ anh đi phù hộ độ cho cháu con tiên độ trương thầy. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là cháu đã mời các cụ nội ngoại rồi. Thế thì xin mọi người sang lễ đi nha. Vâng. Sang này sang bàn thờ của tổ cô bên này. Bàn tổ cô. Rồi. Tổ cô bà tổ cô. Cuối năm Tết rồi. Từ khi đã trong hết 10 tháng. Phóng cái sang tập trung anh em đi. Đây là người ta. Ngày xin thưa cái hòa thì cái hòa đang đẹp thế. Ngày xin thưa cái hòa đang làm gì sao mới nó có gì bác đang làm mà cứ quay lại quay người lại che bố đi đấy cháu Ly đưa bà nội sang nhá đấy nhà là từ 1976 đây này tôm này 976 bằng năm sinh cô Khánh đấy. Này đúng cần bão số 3 nhé. Con cháu tập trung về trời mưa này càng càng hên nhé. Đấy. Cơn bão số 3 này dỗ ngày mùng 3. Mùng 3 tháng 7 dỗ ông nội. Như Phương Anh này, Phương Anh nó gọi là cụ. À, chào đồng chí tươi nhá. Đây rồi. Tươi đâu? Chiến đang phục vụ bếp bếp ở đâu? Nào vào đi, vào đi. Tôi mới vào đây. Hân đây rồi. Ừ. Bác nha. Ừ, em à. Ông khỏe đấy. Khỏe gì mà khỏe, đang buồn sắp chết đi. Không, nhìn lên nước ra ông khỏe đấy, anh bảo khỏe là đúng rồi. Đi ăn cỡ chỗ đi, đi ăn cỡ thì mưa không đi được, như thóc ở bên anh cua. Với bà đâu rồi? Bà đâu cũng chỗ lại bà một cháu tiếng nào về lại bà. Cô Phương lên chụp cháu. Cha đang chụp chụp đây xong rồi. Quá à. Ô thế á. Có cái ghế chắc chắn vào. Tí đứng cái ghế sắt vào. Chụp chụp về anh. Chắc nó thư thư cái này nó về. Ừ nhé. Từ sáng giờ không vào được. Cô Tươi đưa, đưa lễ vào đi. Anh ơi. Cô Chiến đặt vào đây rồi này em ơi. Đây. À đấy thế diễn rồi trên nhà như này bây giờ lấy cái gì để cái này kia bác Hân có đặt lễ nào tí? À không, chị Thanh đặt rồi. À vậy. Bây giờ nó còn đỡ gió lại sáng sáng lại còn gió. Ờ nó mưa này bình tĩnh. Bà nhà mình. À. Gặp bà nhà mình ở trên đấy là mõ như thế là sang luôn đấy đó. À. Bà kêu là thế này bà đi công chúng thì mõ nhìn sao buồn.
có mưa là bà Linh cũng xuống. Ô tô. À kia anh cô. Bà chú kia cứ ngồi kia. Anh cô rồi. Nằm đi em á. Rớt hết cả người thôi này. Cái cũng kéo mưa đi em rồi. Càng dậy càng ngoáy. Ai không tâm niệm vì đâu có mình, xưa kia là mua ngôi thủy tổ, đời lối đời chia hội chia chi. Cây cao bóng cả xung xuê, lá rơi về cội người về tổ tông. Con lại nhờ tiên tổ anh linh phù hộ cho chúng con tiến bộ trưởng thành họ hàng trên dưới yên lành, gia đình thịnh vượng ngày càng thêm xuân. Nay buổi lễ dỗ mùng 3 tháng 7, con xin mời tổ ngự lên bản đàn. Trường đây cái túi ta thấy nước nó chảy đầy ra đấy rồi à, à đây chồng của cháu Ly, cháu gửi tủ lạnh chiều cháu đi Hà Nội, chả biết cái đồ gì của cháu Ly ở cái túi, chắc là cái túi đỏ gì, cái túi hộp cái chỗ ảnh ấy anh gì vào trong ấy à, thế à, túi ảnh là nguy hiểm, cái máy ảnh là nguồn nước là nguy hiểm. Vậy thì cháu Ly cháu sang rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đà Phật đấy ba lần rồi. Nay chị mới đang xem. Giờ sang trang cuối rồi bác. Đang xem cái trang cuối. Rồi nãy giờ nó quay nó nét. Đấy nó chuyển nét. Cùng thằng Hoa. Ở trên đi nói Hà Nội đi em. Úi giời, vào nước vào máy luôn. Cây hoa đẹp quá. Thấp ô xuống. Ui, nhà bác Phương đây, từ. Từ mọi người ơi. Đây rồi. Đây. Ôi giời ơi, mưa to quá. Con cháu đây rồi. Mưa to chưa? Đấy, mang sang... Cháu đạt đây rồi. Cháu giỏ thím nhá. Không, thím ngồi đấy là đúng rồi. Đấy, vậy nên là tình cảm. À, ông đầy cái ảnh giáp bà. Còn ông bà giáp nhau thì đầy ảnh rồi. Anh Lâm đứng dịch vào giữa. Bố mẹ đi, các chú, các tím, tất cả anh chị em trong họ đó, hôm nay là cái ngày
chỗ của cụ thì coi như là lần đầu tiên này anh em mời tất cả anh em con cháu về để chúc họ trong gia đình trước là để nhớ các cụ tổ tiên. Nay là coi như là anh em con cháu gặp mặt nhau. Thế cái nội dung cái cuộc họp hôm nay thì đây là con coi soạn ra nhiều cái nội dung cuộc họp về gia đình ấy. Thì con xin phép bố mẹ hay là chú đến các bậc tổ tiên là con đọc cái nội dung cái cuộc họp hôm nay nữa, thứ nhất là để các cụ các bạn các bác anh chị em hôm qua còn... Kính thưa các bậc bề trên, kính thưa các anh các chị, thưa các em cùng toàn thể con cháu trong họ, hôm nay là ngày 3/7 năm Kỷ Hợi 2019, ngày kỷ của cụ Lê Văn Trình là con trai thứ hai của cụ tổ ngành Lê Đoàn Bồ. Được sự ủy quyền của các bậc bề trên cùng sự giao phó trách nhiệm của các anh chị em trong họ, lần đầu tiên tổ chức họp mặt các con cháu nhân ngày giỗ của cụ. Trước tiên là để kính nhớ tổ tiên, sau là để anh chị em cùng con cháu chia sẻ mọi vui buồn và cùng nỗi niềm hướng về tổ tiên nguồn cội. Nhân ngày giỗ cụ hôm nay, tôi xin thay mặt cho gia đình kêu gọi anh chị em con cháu dâu rể nội ngoại công đức tiền của công sức để xây dựng nên một ngôi nhà thờ chung. Ý nghĩa của cái việc xây dựng nhà thờ thì thứ nhất là hướng cho con cháu luôn luôn nhớ về tổ tiên quê hương nguồn cội, có một nơi chung nhất để hương khói cho các cụ tổ tiên, để con cháu đi xa về gần có nơi dâng hương lên các cụ tổ tiên. Và cái ý nghĩa thứ ba đây là sau này khi anh chị em chúng ta về già đi rồi thì đây cũng là nơi để chị em chúng ta đi về. Và cái ý nghĩa thứ tư là để lại cho con cháu đời này đời sau và mãi mãi đời sau. Và là đất xây dựng nhà thờ đã có đơn cung tiến đất vợ chồng anh vợ chồng con anh Lê Văn Cường. Đất đã qua ba đời thừa kế được sự ghi nhận của các bậc bề trên cùng toàn thể anh chị em trong họ. Đấy là cái việc gọi là về được trần, tức là mọi việc về giấy tờ rồi về pháp lý là đã lo như thế. Còn cái việc tiếp theo rồi đấy là việc tâm linh thì trước tiên phải có kính lễ và sự đồng ý của tổ tiên cùng thổ thần cai quản phần đất dự định xây nhà thờ. Cụ thể là chúng ta phải mời thầy về lễ cẩn thận và chu toàn. Tránh các trường hợp sau này có vấn đề gì xảy ra thì nó xây dựng nhà thờ làm chu toàn. Việc làm cúng lễ là để giải tỏa vấn đề tư tưởng thông suốt cho các con các cháu. Mục thứ tư là kêu gọi công đức xây nhà thờ. Đất xây dựng nhà thờ dự kiến là 70-80 m², dự trù kinh phí ban đầu là 150 triệu nhưng cũng có thể lên tới 200 triệu là tối đa. Trong trường hợp này thì sẽ kêu gọi thêm những ai có điều kiện hơn thì công đức thêm. Dự trù thiết kế là một ngôi nhà 3 gian x 4, tổng diện tích là 30 m². Phần nội thất thì trong nhà thờ thì gồm có 2 ban thờ, một ban thờ các cụ ở gian chính giữa, một ban thờ 2 bác ở gian bên, một ban lớn và một ban bé. Ban thờ cũ có kích thước lớn cho nên vẫn giữ lại để thờ các cụ tổ tiên. Tiền công đức sẽ mua một ban thờ mới nhỏ hơn một chút để thờ 2 bác. Mở đóng hoặc cái chỗ này là để cho nó phù hợp với không gian nhà thờ. Về phần nội thất trên ban thờ thì gồm có bát hương và đồ thờ, phải đảm bảo về hình dáng, kích thước phù hợp với ban thờ để đảm bảo tính thẩm mỹ cao và về mặt cũng như về mặt tâm linh. Thì cái này là thống nhất là mua theo bộ. Cái này thống nhất là mua theo bộ. Cái phần công đức đối với các cụ thì không kêu gọi công đức, nhưng nếu có thì con cháu cũng xin nhận dù ít hay nhiều. Đấy là tấm lòng hảo tâm của các cụ.
các cháu dù lớn vẫn còn đi học thì không kêu gọi công đức. Chỉ kêu gọi công đức các cháu đã trưởng thành đi làm kiếm tiền được rồi. Tất cả các anh chị em con cháu đâu để nội ngoại cúng tiến tiền công đức trên tinh thần tự nguyện và được sự nhất trí cao từ phía gia đình mình. Tiền công đức sẽ được lưu lại thành văn bản để trong nhà thờ. Thế chứ một năm là tổ chức thi công thì cái phần thiết kế thì thiết kế đấy và xây dựng thì cũng là khá to, nhưng vẫn có những phần việc con cháu vẫn phải công đức. Công việc này thì là điều động các thứ là do anh Quân là điều động, thế là làm cái gì dọn dẹp vệ sinh hay là dựng nhà hay đào móng như cái các thứ là cái này bác Quân sẽ điều động. Thế đến mục thứ sáu là cái ban xây dựng nhà thờ, thứ nhất là có anh Lê Văn Vinh là tổ trưởng là giám sát, anh Lê Văn Quân là tổ phó là tổ chức thi công, tức là vừa là chủ và vừa là thợ luôn. Anh Lê Văn Sáu là giám sát, anh Bùi Văn Phú là giám sát, anh Lê Xuân Lâm là kế toán và thống kê, anh Lê Văn Tùng là giám sát, anh Lê Văn Chiến là giám sát. Thì cuối cùng là cái ban trị sự nhà thờ, anh Lê Văn Vinh là tổ trưởng, anh Lê Văn Sáu, anh Lê Văn Cuông, anh Lê Văn Cường, anh Lê Văn Bùi Văn Phú, anh Lê Xuân Lâm, anh Lê Văn Vinh, anh Lê Văn Tùng, anh Lê Văn Chiến. Thì cái công việc của cái ban trị sự nhà thờ này là công việc chính là trùng tu trông nom và bảo dưỡng nhà thờ. Cái thứ hai là tiến cử một người thường xuyên trông nom việc hương khói cho các cụ và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài nhà thờ. Cái thứ ba là có sự đóng góp về kinh phí để duy trì hương khói cho các cụ hàng năm. Tất cả các thành viên trong ban đã được thông tin liên lạc qua các tổ trưởng và người trông nom nhà thờ. Các công việc trùng tu và sửa chữa bảo dưỡng nhà thờ sẽ được sự nhất trí của các thành viên trong ban. Những việc phát sinh hàng ngày sẽ được ghi lại trong quyển sổ riêng đặt lưu trong nhà thờ. Các công việc kể trên đã được họp bàn và được sự nhất trí cao từ các bề trên cùng tất cả anh chị em con cháu đâu để vượt qua. Hôm muộn ngày 3 tháng 7 năm 2005 kỷ hợi ban trị sự nhà thờ thì báo cáo với bố mẹ tinh thần là đến qua ngày dỗ bác là 7 tháng 9 sẽ tiến hành dỡ nhà ra. Thì lúc bây giờ là anh Cường anh nhắc về cho nên mọi công việc là thống nhất là coi như là đo đạc các thứ, nhưng cái việc về mặt tâm linh nhất là mời thầy mình nhất là cái nào đấy xem xét ngày giờ cái nào đấy phải là tháng 9 là ra bắt đầu mới tiến hành được. Thế thì bây giờ cái việc là đầu tiên là kêu gọi công đức để tinh thần đấy là coi như là nào tất cả các con các cháu thế nào, ví dụ hôm nay rất là ai công đức bao nhiêu thì tinh thần là đăng ký, sau đó là đến từ nay đăng ký cho từ nay đến hết cái tháng 7 âm này đấy, ai đóng bao nhiêu ghi bao nhiêu thì là danh sách, sau đó là từ nay đến hết tháng 7 âm hoặc là giữa tháng 8 là cái tính chất này mà rồi gửi tiền về đấy, thì coi như là để cho gọi là em chốt lại cái số lượng tiền cụ thể để bắt đầu là sang tháng 9 là bắt đầu là triển khai. Cái tinh thần đấy thì ai có đăng ký con cháu nào tất cả coi như là người một đâu rể nội ngoại đấy, mà ai có đăng ký thì việc cứ lên tiếp đấy, như tiếng em bay đấy cứ lên tiếp từ nay hôm nay đến hôm nay chưa lên tiền không được, đúng rồi tiền thì chưa cần từ nay đến giảm tháng 8 chưa lên tiền đấy, nhưng mà nó vào từ nay đến giảm tháng 8 rồi đã nắm được cái số lượng đấy thì để là nắm được cái số lượng em tổng còn tinh thần là đến coi như là qua dỗ bác thì mới dỗ nhà ra với đo đất tiền đất. Tôi hỏi tiếp này nội thất sau khi xây dựng nhà thờ xong rồi ấy, cái nội thất là cậu nói là ban chính là thờ bác cụ rồi, nhất trí rồi, ban cạnh là thờ con bác cụ,
ông bà làm sau này ông bà cũng phải về đây mới thì là coi như được ăn thở rộng sau. Còn một gian nữa thì tôi nghĩ là cậu phải thiết kế từ trước giờ tôi lớn lên đến giờ thì tôi không bao giờ tôi thấy bà tổ cô ở chung với các cụ mà vẫn có cái bàn thờ riêng dù to dù nhỏ cũng cứ riêng. Thế cho nên cậu phải thiết kế một bàn thờ bà tổ cô là riêng đấy. Đấy cho nên là cậu chức đấy giờ hắn còn đóng linh như thế chật chội đấy. Thế cho nên là bây giờ bà tổ cô không công đồng được vào với các cụ thờ đâu mà phải thờ riêng đấy. Thế cậu suy nghĩ thêm vào cháu thì cháu chỉ thấy là từ trước bây giờ là bà của cô là cũng thờ như thế chứ không bao giờ chung. Thì cháu hỏi em bây giờ có bảo cả thì nói như thế thì sau này nghĩ thế nào xem lại cái bàn thờ bà cũng rồi để thôi. Đấy, bà nó cứ kể lại trong đấy là là trên tinh thần đấy là theo tôi hiểu ấy thì người ta sẽ lập thành hai bên, tức là một bên công đồng các cụ coi như là những bà cô hội đồng các bà cô và một bên ban hương là hội đồng các ông mạnh là những người chết trẻ chưa có vợ có chồng thì công đồng vào một ban hương đấy, tức là một bên là hậu một bên là gia tiên nhá, tức là một bên là các cụ coi như là chết trẻ nhưng mà là nữ thì là gọi là hội đồng các bà cô, hội đồng các bà cô, một bên là hội đồng các ông mạnh là có hai bát hương riêng đấy, bà cô riêng và ông mạnh riêng đấy, hội đồng các ông mạnh riêng, tức là bà cô này nhưng mà đây đời này nhưng còn cái là bà cô đời cao hơn thì sao đấy. Hai phía riêng. Hội đồng bà cô khác mà hội đồng ông mạnh khác. Thì gian giữa thờ các cụ đấy nhá. Vâng. Cái gian thờ các ông các bà nhá. Còn đến đằng sau rồi. Cái chỉ là cái ban hương to nhất đấy. Cùng một ban thờ. Chứ không phải là riêng đâu. Không. Đấy, là đặt các ban hương đấy là cùng một ban thờ. Ban thờ nó đây là tất cả các cụ tổ tiên ở đấy. Không, cái này còn hỏi thầy là một, hai là phải xin ý kiến về trên, về tâm linh, các cụ đồng ý, đấy, tức là hai lĩnh vực đấy cơ mà. Đấy, thì nó, mọi cái việc là mình này, có tổ cô, vâng. Nó như một cái nội dung chung, mình là có tổ cô, vâng. Cái này, tức là hội đồng tổ cô là còn nhiều tổ cô, còn kia là trước đây là nhà, trong nhà thờ bác có một tổ cô rồi. Một ý là có một, còn đây là ra là có thể có thêm nhiều tổ cô nữa thì cùng chung vào một cái bát hương đấy thì em thấy là nó cũng thấy là hợp lý. Một bà cô đấy, thế còn trên các cụ nữa thì sao cũng có những bà cô nữa. Đấy, cho bác Tâm ạ, trước đây là ra một cái nhà thờ lớn thì nó lại nhiều tổ cô nữa. Cho nên là phải hội đồng tổ cô. Thì bát hương hội đồng tổ cô. Còn đây là trước đây là trong một gia đình. Trước đây bác là trong một gia đình thì có một tổ cô thôi, đúng không? Còn bây giờ nó là hội đồng tổ cô cơ. Có nhiều người con cháu đi xa về gần là đều về hết bà. Thế nên là công đồng. Thì cũng đúng thôi, nhưng mà phân biệt riêng hội đồng tổ cô riêng và hội đồng ông mãnh riêng. Thế nước rồi, tôi như thế là nhất trí được ba ngày, thế là thờ, thế là đẹp rồi. Đấy, thì tôi cũng thấy là
Thôi mọi việc vậy là cũng là đẹp rồi. Cũng là tạnh mưa nữa. Cái này đấy, đấy thì sơ qua tinh thần thế thôi, chứ còn cũng không có gì phải thì con xin ý kiến bố mẹ với này. Ôi mọi người trật tự để ông ý kiến đi. Đáng nhớ tôi cũng phát biểu gì hôm nay để thống nhất với cháu lưng. Tôi có cái tình huống đến này tôi vẫn cảm nhận. Một ý kiến để thức của tôi đấy cũng không cần lên ý kiến. Để anh nào có danh sách đăng ký chính tại tâm đăng ký cụ thể, mà nếu đăng ký ở ngay hôm nay thế này thì nhiều khi nó không tiện. Cho tốt nhất là đăng ký riêng với trong lớp danh sách riêng, và ngày nộp tiền có thể đăng ký nộp tiền ngay, có thể đăng ký ngày mai tháng tám nộp tiền. Đấy là quan điểm. Đáng nhất tôi không có hiểu, nhưng bởi vì cháu đang đặt vấn đề nó không rõ mà cuối cùng nó khó cho mọi người. Cho tốt nhất là mọi người ai đăng ký này là tiền tôi không đăng cấm, nhưng mà cái nên hướng là tập trung đăng ký cụ thể cho cháu Lâm là cái ngày nào đó nộp tiền, và cũng đăng ký riêng với cháu Lâm. Thế còn đăng ký cụ thể trên này cứ đăng ký, tránh cái tình trạng người ta nói này nhìn nhau mà công đức nhìn nhau cũng có. Thế là chuyện rất khó, đó là vấn đề, nó là tâm lý, đồng thời cũng là nhạy cảm. Các cháu phải hiểu như thế, nhìn nhau mà đâu có, tôi ủng hộ 3 triệu về cái anh Thao. Thế là cái quan điểm của tôi nên rút lại cái việc sinh hậu trường, nộp cho cháu Lâm, và đồng thời trên cơ sở nộp ngày nào thì nộp trực tiếp cho cháu Lâm ngày đó, đủ quý có, đủ quý nộp quý, và danh sách có thể được ngay cái được, ngay bây giờ hôm nay được. Nhưng còn cái anh nhỏ đăng ký nhất thiết cần phải đăng ký ngay tại đây. Anh cứ từ trước anh ký. Nhưng mà tôi khuyên mọi người nên hướng như thế để tránh tình trạng hiểu lầm nhau. Tôi đang bước vào này, vậy thì anh sao? Có, nó khó hiểu lắm. Mà đây là cái kinh nghiệm họ tộc nhà ông Tròn, nhà bà Chính Chết. Tôi đã phát biểu với ông Ngọc rồi. Cái làm như vậy rất khó cho họ tộc. Không nên làm tại chỗ mà nên nhu cầu trường đăng ký cụ thể và nộp sâu. Anh Ngọc có tán thành, tôi phát biểu ý kiến tại đây, đồng ý tất cả họ. Được rồi. Giơ tay theo anh nào. Gió mạnh thế. Còn cái nào đồng ý đăng ký tại chỗ 10 triệu với 5 triệu tôi mới ủng hộ. Đúng. Nhưng mà hướng phải lên cho anh họ. Để theo tôi đồng ý. Trong cái chuyện này không phải dốt. Ta không nói là dốt thì nhiều nước kích. Như ở công đức thì nay mai danh sách vẫn có. Nhưng mà cách làm tại chỗ thế này là nhiều khi nó bí bách cho mọi người. Khó nói, khó ai. Thì theo tôi là nghĩ cho mặt cổ lên mình chi tiêu. Đấy chứ, là con cháu xem tôi chính là. Đó, vâng, nếu tôi có hiểu như thế. Chứ còn không có bây giờ đăng ký tôi, đăng ký 3 triệu. Anh à, đăng ký 7 triệu, em lên 10 triệu. Mình nghĩ thế nào đây, mình có 3, 1 triệu thế nào đây. Khó lắm. Đấy, để tâm linh là một. Thứ hai là đây, còn cái nhạy cảm. Nó là như thế. Ủng hộ thì cũng ủng hộ. Nhưng ủng hộ bằng bao nhiêu. Cái nhỏ gọn người biết, nó kéo một tí. Tán thành. Nhưng mà ủng hộ tại chỗ này, nhiều khi cũng rất là nhạy cảm đấy. Không dám nói, không dám nói ra, nhưng mà thực chất là như thế. Tôi chỉ dùng anh này 10 triệu, mà tôi có 1 triệu, 500 đâu. Nhưng mà tôi nói là giá gọi là công đức chỉ 500 hay 1 triệu cũng giống nhau. Thế thì không, đúng không? Cái quan điểm tôi đặt vấn đề này, thế nếu các cháu có đồng ý như tôi đấy, bố tay các cháu, bố tay, bố tay. Ông nói vậy là quá chi lý rồi. Những cái con cháu của mẹ nó ủng hộ bao nhiêu trăm chú cháu đó. Khi nào nộp tiền thì chú cháu. Thế
thực chất cháu này gửi tiền nơi đây rồi. Cháu mình là bà Thành phải đấy, còn đây là cháu Phương Hòa đấy, cháu Phương của một người chồng. Rồi. Anh Lâm ơi, anh Lâm anh ơi, anh Lâm vào đi. Ban sự khởi đầu nam. Cả nhà hoan hô. Cả nhà hoan hô một tràng pháo tay nữa nào. Cháu Phương Hòa, con anh Hân và các anh ủng hộ 10 triệu để gửi các vị như thế. Đấy là cái mà luôn. Lúc cháu Lâm ở đây tôi cũng Lâm cái cũng trẻ hôm nay mới biết là người 10 triệu người 7 triệu tôi có 500 nghìn đó không không thì không không mình biết cùng cháu Lâm không công đức dù 200 dù 500 đúng rồi, triệu người bằng nhau hết, bằng nhau hết đúng rồi, đừng yên tâm thế là đúng chứ không thể phân biệt anh 10 triệu hơn tôi 500 rồi 500 đúng rồi, 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 tôi chỉ đề nghị thế thôi. Thế còn vấn đề thứ hai, để hôm nay tôi có nét về thế này. Tất cả mọi chuyện ở đời này phải bỏ qua quá khứ, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Dù trước đến nay có chuyện gì đi chăng nữa, mong muốn giúp cứu độ chăng nữa, có thể thù hằn nhưng mà không thể đối địch nhau, không thể nhìn vào nhau. Nhưng mà đã họp như thế này thì ta phải hướng tới một mối để chung sức, chung lòng, đồng tâm xây dựng cái quê hương, cái họ tộc cho nó đẹp đẹp. Thế còn cái thứ ba tôi muốn nói thế này là cho cháu hiểu, tôi nói cái câu nói của ông ấy. Ông thì có lẽ cũng sắp thì người ta đi rồi. Nhưng mà góp được phần nào cho họ tộc, góp phần nào cho con cháu cũng thứ góp. Chứ không thể với những đợi lúc gần chết đi nhắc lại rồi thôi cả nhắc lại con cháu di chúc thì nó cũng thật ra cái nhà thờ này đã nghe hôm nay cũng có chuyện vậy không nhất cả đâu nhà thờ này là nhà thờ của anh Lăng Thị Lăng tại sao thế bởi vì anh Thái còn thì sao mà anh Vinh anh Sáu anh Cuông anh Cường không làm được cứ đến cho anh Khải nó đấy. Bây giờ anh Khải bán tớ đi như thế nào rồi, bỏ họ ra, bỏ họ, bỏ anh em đi bán tớ thì buộc lòng nếu không làm nhà thờ này thì hái ngành người ta đến lễ lễ này anh Thường có được không? Có. Lễ anh Sáu được không? Lễ anh Vinh có được không? Lễ chị Tâm, lễ chị Thành có được không? Lễ chị Thanh có được không? Phải là nơi có nơi đi về cho con cháu ngành phá như thế đấy. Mà trước kia là tôi đấy, tôi về cái lễ ở đâu và, nhưng mà lễ nhà anh Cường cũng được, anh Sáu rồi anh Kinh cũng không được, cái cuối cùng lễ chị Thanh, chị Tâm, chị Thanh cũng được, anh chưa lấy rồi. Cho nên phải có nhà thờ này, mà nhà thờ này ra cái nhiệm chính cho con cháu anh Lâm trông coi gì nhỉ, và phát động con cháu trong hoạt động ủng hộ công đức để chi được. Vậy có đúng không? Đúng quá đúng không? Cho nên cái chuyện này đừng nói là nhà thờ ngày tháng. Dù bà toán không tham gia thì cái chuyện đó là tùy bà toán. Nhưng mà tôi được lợi là con của thầy đó. Và cùng các cháu để xây dựng cái nhà thờ này. Mà tôi không phải là người đứng lên đứng như thế nào, mà chính là các cháu có anh Lăng, chị Lăng đứng lên xây dựng mới phải đặt để có chỗ ngành phái và kết mắt được con ông thầy này này, ông lợi ông này để có chỗ và cho anh về có nhân viên đấy. Thế đấy là phải đạo nhất. Nhưng mà tôi với tâm linh này
dù trước đây có bao nhiêu chuyện trời đất này để mâu thuẫn với tổ quốc, thù ghét cá nhân, thù ghét cái này tất cả bỏ qua mọi chuyện, khép lại con đứng tương lai để con cháu xây dựng tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Cả nhà cho chàng vỗ tay nào. Hoan hô nhé, nói hoài quá. Thế còn tôi lại hay lắm. Tôi có đồng lương, nhưng mà tôi thì không phải là công đức. Tôi dùng danh từ mừng cho con cháu ra. Có thể 3 triệu, có thể 2 triệu, có thể 5 triệu. Vì tôi, đúng không? Mừng cho các anh, các chị, con ăn để làm được cái nhà thờ này. Chính là cây, có chị, có hiếu, có tâm, có đức để xây nhà thờ này. Nếu không có là mất họ. Đấy ngày hôm nay đồng nói như cháu nói hết cháu đừng. Hôm nay bởi vì quá cháu lên nhiều điều nói hết ý. Tôi phải nói phụ nói với các con tất cả đồng nói đổi lưng rồi hết đấy. Con không nói cái này là rất là cháu không hiểu. Thế bây giờ cách đặt vấn đề như vậy của tôi là chính xác. Mà không phải là bố láo bố rác mà không phải là nâng các cháu lên cái tầm cao không ạ. Đây là cái tâm đức, tâm tài trí đức của con người phải như thế. Bởi vì tôi nói hàng nghìn con người trước mặt tôi còn nói được thì con cháu đấy cũng phải từ người tại sao không được phải nói chuyện để con cháu hiểu. Và hôm nay không phải tôi nghe tạm thời bước đầu tôi xin xung phong mừng cho các cháu 3 triệu hóa đô. Lâm hòa phụ nhâm nhâm cái chung phong 3 triệu. Còn khi nào cái đồ cứ đơn thế còn các cháu thì tâm từng người ra cạnh các cháu để thay lên của nhà chung này để có thể cho nên là vấn đề là như thế. Thế còn tôi mọi chuyện tôi vẫn nói là mọi chuyện có thể cứ đây cứ như thế thì ta vẫn cứ vui vẻ sống là sao tốt với mọi người. Còn ai đối xấu với tôi thì nặng hơn rồi. Được rồi, chúng ta thấy được bạn. Đó, cho nó cười. Đó. Mà đang chí bây giờ nói thì nói cả chú Lửa không ạ? Chú Lửa nói thêm chú Lửa thắng lệ ở cái hội nghị gió các cụ ngày xưa tôi đừng nhớ đến. Tôi đừng nhớ mãi đến bây giờ chứ. Nhưng mà không tôi cũng không đừng nói như vậy để thể hiện cái lòng vị tha tha với con người rất chuẩn độ mà mình ăn ở con trung tâm thì trời phù hộ, Phật phù hộ, trời chúng mình không đi đâu mà thiệt các cháu. Chúng ta ăn ở tốt mọi người, ăn ở tốt cho họ, ăn ở tốt đi nha. Nhưng đều có được bỏ đấy. Tôi 37 năm thông minh, 23 năm về đi. Tổng số là bao nhiêu? Vừa đúng 37223 vừa đúng vào khoảng 6 ngày chưa uống ngày nào Phật kể chưa vào bệnh viện cứ ăn nở tốt nhá mấy ngày nhá mà tôi luôn cả ngày cả năm thì mọi người thấy ngoài ngang ngoài rõ ràng là có trời không mất hết các vị thầy cứ xuống đâu đi. Nhưng mà anh nhờ thế nào cho con cháu nhìn vào đời kia thôi. Và cuối cùng đây là luật quả báo, luật nhân quả. Nó sẽ đẩy được trở lại. Tôi không cầu, nhưng mà nó sẽ đến với anh nhờ. Anh nhờ hết cả nhà. Thế đấy là cái điều thứ ba muốn nói với các cháu này. Mặc dù cái cháu như thế này có thể 6 năm 70 rồi, như cháu Vinh cũng 6 năm rồi, cháu 6 năm 62 rồi. Toàn các ông, các bà cả, các cháu có chắc này. Thế tôi nói cháu Tân cũng cao tuổi 70 rồi, đúng không? Thế cuối cùng toàn những ông bà cả rồi. Thế ăn làm sao để con cháu nhìn vào cuối cùng có lương tâm, có đạo đức, có tâm mọi người đúng lên hội. Đấy là cái điều đó. Đừng muốn nói như thế. Chứ còn anh muốn khoe thì khoe anh ấy nhở. Nó thất đức thì tất cả nó bày ra đấy. Thế còn các cùng thì chưa có chuyện này khác. Tôi cho qua hết. Đó. Cái chuyện đó như vậy. Thằng Mỹ nó có thể có gì để phát triển kinh tế cơ mà. Thằng Pháp đánh mình như thế, mình vẫn có hệ. Cho nên tất cả mọi vấn đề là người giết. Người giết ta, mình chăm chẳng được mặt. Giết xử lý thì đúng. Và có làm thế nào. Chứ đừng bây giờ lúc nào thì bây giờ cháu tiếp lời của ông rồi. Mà cháu đại diện cho tất cả các anh em cháu trong gia đình. Thì trước tiên là cảm ơn ông phát biểu và cho chúng cháu được sáng rõ cả vấn đề. Cái thứ hai nữa là như ông nói đấy, tất những cái chuyện ngày xưa bất đồng hay là thần giận hay cái gì thì bây giờ
bỏ hết. Vâng. Để mà xây dựng có nhà rồi. Hết rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ví dụ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Con còn đến ví dụ tiếp. Ví dụ. Việc ông ngủ ấm, việc mẹ cháu có những gì với ông. Ông kể với cháu hết được cái chuyện mẹ đâu chứ. Nhưng đến bây giờ ông bỏ hết rồi, mẹ cháu cũng mất rồi. Thế là hết rồi. Bây giờ ông buồn còn, thế là anh em hết rồi, bỏ không còn cái gì nữa để xây dựng khối đoàn kết của anh em con cháu các cụ. Thế cho nên là cái này trong rất cảm ơn là đấy, từ cái lời ông dạy cho nên tất cả anh em chúng cháu nội ngoại chú bác lại khác xích lại gần, đoàn kết ngày loại ngày kia đấy cũng nhớ nhờ vậy, không để quá khứ, không thù hận, không nhắc nhắc lại để biết là bỏ hết nhá, không được người khác. Để cho thương yêu tình đoàn kết được xây dựng là thờ đắp thế đẹp đẹp tốt đẹp thương đỡ hạnh phúc đây chăm cả nhà chào tay nhá. Đây là cái đoàn kết tất cả là nay em Vinh thì anh cũng là chiên cháu mà ở đây là con được nắng và rất cảm ơn hai ông bà bố mẹ cháu thì về kinh tế là trước thì không làm cái như thế này mà bây giờ nhà mình vẫn còn phúc là còn ông Vinh được lợi ông bà và ông còn làm là còn phúc là các em chiên cháu là Thu Lâm đại diện thay mặt anh em cháu là chúng cháu cũng rất khó là lớn nhưng rất khó và cứ cho nên còn sống ông mà đứng như đại diện để làm như thế này là nhưng mà rất vui, biết mắt là rất cảm ơn. Còn các ông các bà còn sống còn khó làm để còn lại, còn riêng với anh Khải thì chúng bọn cùng đang nói ra thì không hiểu được, mất đoàn kết thôi bỏ qua. Tại vì như thế thì mong anh em tất cả bỏ qua. Thế còn đại diện ra đây thì là cháu là con là ông Nam nhưng mà anh của các ông, thế nhưng mà ông cháu thì bà cháu mất rồi, pin yếu rồi, đứng lên làm như thế. Có cái sạc, cục sạc, phải có cái cục pin. Trước mắt ở đây đại diện là đây báo cáo với các em, với các anh là các ông chỉ đăng ký Thu Lâm là 20 triệu để riêng các cháu, riêng các cháu nói riêng của các cháu để các cháu biết giải trình vụ cơ đăng ký Thu Lâm. Bây giờ thế này thôi thì con xin phép bố mẹ ở đây là đăng ký vào là bây giờ là tôi tinh thần nhau thì có cái hướng chỉ đạo thế thì bây giờ thì anh em chúng ta cứ đi ăn cơm. Vâng. Ừ. 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 Rồi mời tất cả nhé. Trước xin tổng kết một tràng vỗ tay thật hoành tráng nào. Cả nhà nào vỗ tay 3 lần đi. 3 lần đúng không? 3 lần đi. Đấy, tôi giả đây. Rồi, kết thúc nhá, kết thúc quá hoành tráng đẹp đấy. Cháu Đào đâu? Cháu Đào nó xem quay ngang có đẹp hơn nó quay dọc không? Quay ngang đẹp hơn nhiều đúng không? Ừ. Vâng, cháu mời chú đi. Mời anh nha. Về mọi nghĩa. Anh Cuông là trách nhiệm nặng nhất ở đây. Vậy là đẹp rồi. Vâng. Nhiều nãy chưa quay thì sao? Bây giờ mới lại quay tiếp. Rồi được rồi, quay tiếp rồi. Anh Lâm vào đi. Rô, 2-3 rô lần 2 đó. 2-3 2-3 4
Tổng thư ký Liên hợp Tổng thư ký Liên hợp quốc Lê Thị Thành này. Đấy, hoành tráng chưa? Phó Tổng thư ký là Trương Thị Hướng này. Đấy. Cháu gái trợ lý thư ký là Lê Khánh Ly này. Đấy, phó trợ lý thư ký là Lê Khánh Hòa. Đúng rồi. Đấy. Còn cháu Phương Anh là chức gì nhỉ? Trưởng ban. Trưởng ban tiếp tân. Đúng rồi, Phương Anh là nhanh nhẹn. Rồi xin mời mọi người nhá. Chào tất cả các bác nhá. Bye bye nhá. Nhá. Đây rồi. Bấm ta chúc gì? Chúc rô đi cho nó máu nào. Nào, cầm non lên rô nào. Bác Lâm đi vào trong nào, bác Lâm đi vào trong cho nó xuôi sáng nó đẹp. Đấy. Đẹp rồi. Quốc trưởng với Gia Bảo nha. Đấy. Con trai cháu trai nào. Tuyệt vời đấy. Bắt tay cô Thắm đi. Rồi ok đẹp đấy. Rồi xin mời nhá. Xin chào mâm này nhá. Mâm này là không có mâm mà có ghế thôi. Có mỗi ghế thôi không có mâm. Nào chào mâm nào. Nào giơ tay vẫy tay nào. Rồi ok đúng rồi. Thằng cháu hay lắm, nhanh lắm. Rồi xin mời nhá. Mời mâm này chúc lúc đấy là chưa có bi ngồi nên chưa chúc rượu. Nâng cốc nâng bát ai có gì thì cầm chúc nào. Nào. Nào chúc đi rô. Rô đi cho nó. 2, 3 Rô, 2, 3 Uống. Rồi, đẹp rồi. Rồi, quay rồi. Đẹp rồi, mọi người rô tí cho khi thế nào. 3 Rô. 2, 3 Rô. Uống. Đây rồi. Nào chia tay chia chân mọi người nào. Úi giời ơi, ôm hôn thắm thiết thế. Cháu Hòa đâu? Ôm bác Thành để xin một tí nhá. Cháu gái giống bác. Ly đâu? Lên đi nào. Đấy họ lê rồi. Đi nhá Hòa ơi. Vâng. Bác chào các chú đi nhá. Vâng. Chào mẹ đi nhá. Tôm đâu? Tôm đâu? Tôm đâu? Trong nhà nó lấy cái gì mà? Lấy ô của ai? Ô của Nam. Ô của Nam á? Ô. Cá đó. Bây giờ hết mưa rồi. Ô của chú Nam á? Ôi Nam thì quên kìa. Thế tao mang ô đi tao phải giấu ở chỗ. Ô mẹ nói về động mới có ngày nhưng mà thôi mà không giấu mà để cho. Thế là có người giấu cho. Thôi mà không giấu mà đâu có buồn cái này thôi. Ai cầm rồi? Tô Mã chưa thấy ra nhỉ? À thế. Ok, ôi có khi thằng Long nó mượn thôi. Đúng rồi, thằng Long cầm về một cái thôi. Nó còn tí nó lại ra mà. Cái đi qua đấy. Cùng đâu nhỉ? Cầm không? Thôi. 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 Vậy đi thôi. Thôi. Là mẹ cái này của tao là còn. Là riêng cái này của bác là còn đẹp. Này, bác cho cái này. Thôi.
riêng của bác mua toàn hàng ngoại thôi. Cần ông mua cầm cái của nó rồi. Cầm lên. Rồi lên nhá. Nhưng mà thằng tôm đâu rồi? Thằng tôm đâu? Các bác về được mua. Giờ còn chờ. Tôm ơi, về đây. Tôm phải đi tìm ở đâu? Thôi, cứ để đây tí em về qua. Em nói em trở về qua. Tao không đi, chúng nó đưa kiểu đi về. Rồi, còn bác Lâm ở lại mà. Còn bác Lâm ở lại cơ mà, con ạ. Không thấy nông cầm rồi, ta nhớ rồi. Thôi đằng nào em còn đợt này. Đây đi ra con cháu đi chào không về bất ngờ này. Rồi chào các bác đi về. Nào, chào bác cháu đi nào. Chào các bác chứ mới lên xe. Xe tốt phát rồi lên xe luôn. Chào các em đi về này. Rồi chào bác cháu nhá. Đi về luôn à? Chào bác Nô Thành nhá. Rồi, chào bác Cuông nhá. Rồi, bác nhá, cháu về đây. Vâng. Chào cả nhà nhá. Chào bác Thành nhá. Chào cả nhà trong xe nhá. Chào cả nhà trong xe, chào nhá. Bác chào cháu. Rồi, vẫy tay chào cái lần cuối rồi nhá. Rồi, kết thúc nhá. Chào mẹ nhá. Đây rồi. 57 tuổi cô Ngọc Sơn. Bài hát văn chương qua cổng chào làng muộn đấy. Bài hát này sẽ hát với học trò cưng. Chúng ta mời dành một tràng vỗ tay lớn để trả lương Gia Huy. Đấy, được đi nổi nước nha, sạch sẽ chứ, chân sạch sẽ. Ơ cháu Ly cái túi đỏ đâu? Con xe lấy rồi gì? Nhớ phủ lý xuống nha. Trên gương mặt con vẫn còn chứa đầy sự phẫn nộ kìa. Nếu vô định sẽ nói chuyện này thì con đi đây. Khi bố tin rằng tài sản của bà Heng Trang đã là của con, thì bố đã không thể ngủ ngon được. Bố từng tỉnh giấc trên chiếc giường của ngôi nhà đó. Vì muốn giữ số tiền 8 tỷ won đó mà suýt nữa, bố đã bị ngủ sữa ở trong tù. Đã thay thứ cho bố. Mười giỏi thôi. Đó là những gì bố nghĩ sao? Con vẫn còn cảm thấy bất công và bất công sao? Được rồi. Hôm mai đó. Đâu đình lăng đâu? Úi giời ơi, tham ô ý đống đình lăng. Đấy. Đừng gọi đi. Nào lên đường chưa? Bye bye Thái Bình. Bye bye. Đây chỗ của ai đây? Chỗ to đâu? Chỗ to của anh đâu? Anh cầm đâu? Ai cầm ấy chứ? Tôm thì nó bảo là bố. Ở đằng sau xe mà. Vậy hôm nãy xuống không ai cầm mua à? Vậy đằng sau ghế sau ấy. Nào tôm ôm bà cái rồi đi nào. Nào. Hết rồi. Nào đi. Đi nào ra đi. Bà ơi. À Phương Anh nó cầm mua thế. Nào đi đi. Mẹ ơi, chả về à. Khỏe nhá. Còn chú Nam ở lại à? Thôi mưa rồi thì bố ở đây nhá. Vâng, con đi được, chú khỏe nhá. Con đi nhá. Tưởng chú Nam ở lại. Kéo quần lên rồi. Con kéo quần lên. Vâng, chào bố mẹ con đi nhá. Vâng. Vâng, con đi nhá. Vâng, anh chào bố nha, anh đi đây.
chú đi dắt sách cháu đây. Nào, xách cái gì nào? Ôi à, của cháu Ly đây hả? Cái này của cháu Ly hả? Nào, cháu Ly đây. Nặng lắm ấy. Tí xuống thì vác làm sao được. Ma để ô vào đây. Đấy, để vào cạnh đấy, cạnh trước cái này. Rồi. Rồi, ưu tiên bác hướng ghế trên cùng nha. Em ra đằng sau em ngủ khì đây này. Nó có ngủ được không? Thôi, cả nhà lên đường nhá. Cửa xe tự động đấy. Cửa tự động đóng đấy. Chú Nam ơi, mời cháu cái tô bánh mì nữa kìa. Còn này đổi chỗ hay là anh Chú Nam về sau à? Cảm ơn cùng tìm hiểu của anh Chú Nam. Vậy biết đường đưa cho anh lấy xe chưa? Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Câu chuyện là của em.